Vâng, xin chào các bạn trở lại với xe đời sống.vn. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu xe cũng khá là đặc biệt, nhất là với những người đam mê xe địa hình, đam mê off-road. Toyota Tacoma TRD Pro 2019 đầu tiên về Việt Nam. Mẫu xe này vừa mới cập cảng được khui công mới tối hôm qua thôi, và hôm nay thì chúng tôi cũng đã có cơ hội được tiếp cận đầu tiên để tìm hiểu một số những cái tính năng hay là những cái thiết kế trang bị cơ bản của cái mẫu xe Tacoma TRD Pro này. Trước khi tìm hiểu Tacoma TRD Pro thì mình cũng muốn điểm qua một vài nét sơ bộ về Toyota Tacoma, một mẫu xe bán tải được sản xuất và phát triển dành riêng cho thị trường Mỹ. Tacoma thì nằm ở dưới phân khúc của đàn anh bán tải full size, đó là Toyota Tundra. Tacoma thì nó có một chút liên quan tới lại Toyota Hilux. Mình nói liên quan ở đây là bởi vì hai cái mẫu xe này nằm ở những cái phân khúc nó khá là tương đồng với nhau, tức là mẫu bán tải cỡ trung. Tuy nhiên thì Tacoma là dành riêng cho thị trường Mỹ, thế còn Hilux thì là được phát triển cho các cái thị trường quốc tế khác. Thế còn TRD là một bộ phận phát triển xe thể thao hiệu chịu năng cao của Toyota, viết tắt cho Toyota Racing Development, có nghĩa là những cái tính năng và được hiệu năng cao hơn giúp cho cái xe có khả năng vận hành nó mạnh mẽ hơn. Đối với dòng Tacoma thì TRD cũng đã phát triển ra những cái phiên bản hay là những cái gói trang bị với mục đích là tạo cho chiếc xe nó có khả năng vận hành off-road tốt hơn hoặc là thể thao hơn. Và các bạn có thể tìm thấy rằng là TRD có gói off-road hoặc gói sport. Năm 2014 thì TRD đã phát triển hẳn một cái bộ sản phẩm là TRD Pro dành cho cả ba cái mẫu xe nòng cốt về những cái tính việt dã của mình, đó là Tundra, Tacoma và Forerunner. Vâng, mình lại ở đây mình có nhắc đến Forerunner thì nó cũng là một cái mẫu xe và được chia sẻ với lại Tacoma. Nó xem như là một cái cặp Forerunner với Tacoma, nó cũng gần giống như là Hilux với lại Fortuner. Có thể gọi Forerunner như là một cái phiên bản Fortuner dành cho thị trường Mỹ. Vâng, như vừa đấy mình có nhấn mạnh đến là TRD Pro thì dành cho một bộ ba tam hùng Tundra, Tacoma và Forerunner. Thế thì nếu mà các bạn còn nhớ thì bộ phận TRD cũng đã đem ba cái mẫu xe này tới Việt Nam, là một cái video clip rất là chất, và các bạn có thể tìm ở trên YouTube để xem lại cái đoạn video hấp dẫn này. Thế còn hiện tại ngay bên cạnh mình đây, đó là một cái phiên bản nâng cấp, phiên bản Tacoma TRD Pro 2019. Thế thì cái phiên bản này thì cũng được giới thiệu từ đầu năm 2018 này thôi, nghĩa là cải tiến một chút so với lại cái phiên bản trước. Và ngay bây giờ thì các bạn sẽ cùng mình tìm hiểu xem là cái phiên bản đặc biệt này nó có một số những cái nét gì độc đáo. Thì có thể nói rằng Tacoma TRD Pro cũng xứng đáng là một cái đối thủ của Ranger Raptor. Và mặc dù là cái kích thước thực sự là mình cho rằng nó chênh nhau không đáng kể, nhưng có thể được xem là hai cái đối thủ. Và cũng trong khi đấy thì những cái mẫu xe bán tải khác ở trong cái phân khúc thì chưa có được cái phiên bản hiệu năng cao. Tacoma TRD Pro thì vốn là được TRD phát triển dựa trên cái phiên bản Tacoma với gói trang bị TRD Off-Road, và cùng với lại những cái kinh nghiệm ở trong các cái giải đua, đặc biệt là cái giải đua Baja Desert, giải đua sa mạc đấy. Vâng, thế thì cái điểm, những cái chi tiết, những cái nâng cấp và những cái đối tác ở trong cái việc phát triển này giúp cho cái phiên bản này có cái khả năng vận hành off-road mạnh mẽ hơn. Đối với lại cái phần đầu xe, phần đầu này thì phiên bản Tacoma TRD Pro này nó có một cái lưới tản nhiệt này hoàn toàn khác, được thiết kế lấy cảm hứng từ các cái dòng xe việt dã, và chúng ta nhìn thấy rằng nó cũng rất là mạnh mẽ và cứng cáp với logo của Toyota.
có lẽ là nó làm gợi đến hình ảnh của những cái chiếc FZ huyền thoại. Cái thứ hai là các bạn sẽ nhìn thấy được rằng là ở trên đây, nắp capo của xe có thêm một cái phần khe hút gió khá là lớn nằm ở chính giữa như thế này. Tiếp đến, ở phía bên dưới này, TRD trang bị thêm một cái tấm hay gọi là cái nắp để bảo vệ các cái bộ phận, các cái chi tiết ở bên dưới này. Và hiển nhiên rồi, một cái chiếc xe mà mạnh mẽ để đi trên những cái địa hình phức tạp thì cái tấm này nó sẽ giúp không cho những cái đá hay là những cái gì đó văng, có thể dẫn đến hư hại những cái bộ phận ở dưới này. Về cơ bản thì phiên bản này cũng sử dụng đèn pha projector kết hợp với định vị đèn LED. Ở đây thì đèn sương mù là đèn LED, và cái đối tác ở đây là Rigid Industry, một cái đối tác chuyên phát triển những cái phụ kiện. Bây giờ là phần bên hông xe. Đầu tiên là các bạn sẽ nhìn thấy logo TRD Pro. Pro là màu đỏ, rất là ấn tượng và tạo một cái dấu ấn đặc biệt cho cái phiên bản này. Tiếp đến thì bộ vành và lốp cũng được TRD phát triển đặc biệt, bao gồm bộ vành là bằng hợp kim và sơn màu đen, vành 16 inch. Và cái bộ lốp này là cũng là lốp địa hình chuyên dụng, lốp Goodyear Wrangler. Kích cỡ ở đây là 265/70R16. Tuy nhiên, những cái tính năng đáng giá ở trên cái phiên bản Tacoma TRD Pro này đó chính là gì? Là hệ thống treo được nâng cấp. Ở đây hệ thống treo là TRD phát triển, tuy nhiên kết hợp với lại đối tác Ford để tạo thêm những cái bộ giảm chấn. Ở phía sau này thì cũng vậy, cũng là một cái hệ thống treo. Tuy nhiên ở phía sau của Tacoma này thì vẫn sử dụng là giảm xóc mà bằng lá nhíp, và có kết hợp thêm cả cái bộ phận giảm chấn của Ford. Cái mục đích của cái hệ thống treo này đó chính là làm cho cái chiếc xe này có khả năng chịu tải hay là cái phản ứng tốt hơn khi mà đi qua những cái địa hình khó, cũng như là cái điều kiện vận hành ở trên những cái địa hình khắc nghiệt. Về cơ bản ấy, thì các bạn cũng hình dung rằng nó cũng tương tự như Ford phát triển một cái hệ thống treo cho mẫu Ford Ranger Raptor, một phiên bản hiệu năng cao hơn. Ở đây mình đối với hệ thống phanh của xe, mình thấy ở phía trước là phanh đĩa, tuy nhiên ở phía sau là vẫn sử dụng tang trống. Rồi, cái phiên bản Tacoma TRD Pro 2019 đầu tiên về Việt Nam này có một cấu hình là động cơ V6, động cơ 3.5 lít. Tuy nhiên thì động cơ này là nạp khí tự nhiên thôi, không phải là tăng áp gì cả. Và động cơ thì cho một cái mức công suất là 278 mã lực và mô men xoắn là 360 Nm. Nếu mà các bạn để ý đến hai cái thông số này thì các bạn nếu mà so sánh với lại Ranger Raptor với lại động cơ tăng áp ấy, thì động cơ của Toyota cho một cái mức công suất nó lớn hơn nhưng mà cái torque, cái mô men xoắn thì nó lại thấp hơn. Động cơ của Ford Ranger Raptor là tới 500 Nm, ở đây là 360 thôi. Và Toyota thì kết hợp với lại hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian. Tuy nhiên là mình cũng muốn chia sẻ thêm một cái chi tiết, đó là gì? Là đối với lại cái thế hệ Tacoma TRD ở cái thế hệ thứ hai, tức là trước cái thế hệ này, thì TRD phát triển một cái hệ thống tăng áp supercharged cho cái động cơ với mục đích là tạo ra cái công suất và cái lực kéo nó tốt hơn. Thế thì tuy nhiên sang cái thế hệ thứ ba này thì cái công nghệ supercharged lại bị lược bỏ đi và chỉ còn giữ lại cái động cơ nạp khí tự nhiên thôi. Và có lẽ điều này một phần do bị áp lực bởi các cái tiêu chuẩn về tiết kiệm nhiên liệu hay là khí thải đối với môi trường. Và ở phía sau này thì mình cũng muốn để ý với các bạn một chi tiết trên cái phiên bản đặc biệt này, đó chính là gì? Là hệ thống xả do TRD phát triển. Ở đây thì không phải là full system, mà ở đây là chỉ là phần kết bách thôi. Và ở đây phía cái phần chụp ống xả thì cũng có logo TRD. Thực sự thì cái thiết kế của Tacoma nó nuột nà và nó đẹp hơn khi mà so với lại Hilux. Vì cái chiếc xe đầu tiên này về nó có cái nước sơn màu đen, chính vì vậy mà ở đây cái logo TRD Pro nó cũng màu đen nên nó lại hơi bị chìm một chút.
Vâng, bây giờ ở bên trong khoang cabin của Tacoma TRD Pro thì cái cảm giác đầu tiên của mình đó chính là về một cái độ rộng của không gian thì có thể nói là tương đương với lại chiếc Hilux bề ngang hay là cái sự thoải mái. Tuy nhiên Tacoma thì có cái phần thiết kế nội thất hay là các cái chất liệu của vật liệu mình cho rằng là nó tốt hơn đối với lại chiếc Hilux, vì cái bản thân là Hilux 2018 mình cũng mới có một cái đánh giá nhanh gần đây. Vật liệu của Tacoma sử dụng ở đây ví dụ như là vô lăng bọc da hay là các cái vật liệu ở bảng táp lô và ngay cả cái da bọc ở ghế ngồi này cho một cái cảm nhận là nó cao cấp hơn một chút, nó tinh tế hơn. Thiết kế ở cái khu vực trung tâm này thì rõ ràng là đẹp hơn rất nhiều so với lại Hilux. Ở đây mình đang ở vị trí lái thì nhận thấy rằng là cái thiết kế vô lăng của Tacoma này nó cũng áp dụng như là một cái thiết kế chung của Toyota rồi, nhiều mẫu bao gồm cái phần ở đây nó hơi vuông vức một chút với lại hai cái trụ tạo nên một cái cảm giác nó chắc chắn. Và bảng đồng hồ của Tacoma thì thiết kế cũng khá là đẹp mắt. Ở trên vô lăng có nhiều các cái nút bao gồm như là điều chỉnh âm lượng này hay là điều chỉnh các cái hiển thị ở một cái màn thông tin trung tâm trên cụm đồng hồ. Ngoài ra thì chiếc xe này cũng có hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Và đối với lại cái khu vực bảng trung tâm ở đây thì nó có một cái bố cục là theo phương ngang. Mình thích cái kiểu bố cục này, nó nổi lên một cái phương ngang và nó có một chút phần ăn liền với lại cái bảng đồng hồ trên đây. Ở trên cái gắn liền với lại cái màn hình cảm ứng trung tâm như thế này là hai cái cửa gió, nó có thiết kế cân xứng và đẹp mắt. Một số những cái chi tiết trang trí ở đây là mạ chrome. Tiếp đến ở phía dưới là nút phím, khá là nhiều nút đấy, bao gồm ở giữa là cho hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, từ một cái nút khởi động động cơ engine start stop. Bên cạnh kế đó là nút điều khiển cho hệ dẫn động hai cầu với ba chế độ 2VD, 4H và 4L. Phía dưới là một số những cái núm điều khiển cho các cái tính năng như là cảnh báo điểm mù BSM, rồi chế độ tiết kiệm hay là nút cảm biến đỗ xe. Và ở đây là một cái trên cái bệ trung tâm như thế này thì cái bố trí của cái bệ cần số nó cũng rất là sống động. Ngay cả cái tay nắm cần số ở đây là phiên bản TRD Pro, chính vì vậy mà cái tay nắm cần số này nó ngắn và nó có cả cái logo TRD. Ngoài ra thì một số những cái đường chỉ khâu màu đỏ trên ghế ngồi hay là ở đây nó cũng tạo thêm một cái điểm nhấn cho cái phiên bản này. Để ý ở phía bên trên trần này thì Toyota có bố trí thêm một số những cái núm điều khiển cho các hệ thống khác, bao gồm nút cân bằng điện tử, khóa vi sai ở cầu sau. Và ở đây đặc biệt là bao gồm một cái núm điều khiển cho cái chế độ kiểm soát Cruise Control, có nghĩa là kiểm soát về cái độ bò trườn của cái chiếc xe. Các cái chế độ này thì nó có các cái mức tùy chỉnh khác nhau, từ cái mức độ cân bằng ngang cho đến những cái góc tăng theo những cái góc nghiêng với 5 cấp độ khác nhau. Rồi ở đây là vị trí hàng ghế sau của Tacoma. Thì thực ra cũng vốn là một cái khoang cabin kép, nó cũng tương đương với lại Hilux. Chính vì vậy mà cái người ngồi ở cái vị trí hàng ghế này thì cũng có một cái độ rộng rãi hay là cái độ tiện nghi ở cái mức độ vừa phải thôi, không phải quá rộng. Và phía sau này thì cũng không có những cái gì nổi bật. Tuy nhiên mình đánh giá cao về các cái chất liệu của da bọc ghế ngồi, dễ chịu hơn và nó cũng tinh tế hơn với các cái bề mặt hay là lưng tựa ở đây. Nó có những cái họa tiết tạo cho một cái ngồi nó có thêm được cái độ ma sát và nó cũng về mặt thẩm mỹ nó cũng tốt so với lại Hilux. Rồi, như vừa rồi thì các bạn cũng đã cùng với lại chúng tôi tìm hiểu qua về chiếc Tacoma TRD Pro 2019 đầu tiên về Việt Nam. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong một cái dịp tới đây, khi mà có cái điều kiện trải nghiệm mẫu xe này trên cái điều kiện thực tế lái, vận hành các thứ, thì có thể sẽ chia sẻ được nhiều hơn với các bạn. Và còn trong cái phần tìm hiểu nhanh ngày hôm nay thì cũng có những cái giới hạn nhất định. Và chúng tôi cũng một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn.
trong các video sắp tới.